Hello, La Cá Tâm Việt xin kính chào tất cả mọi người. Thì mình xin tự giới thiệu, mình là nhân viên marketing của Loa Kéo Tâm Việt nha mọi người. Thì ngày hôm nay cô nhân viên này sẽ đi review về mẫu loa V12 của hãng Prosyn nha mọi người. Thì mọi người hãy cùng xem hết video ngày hôm nay nha. Tâm Việt kính chào khách quý. Thiết kế thì có hình tròn và hình máy bay nha mọi người, nhìn rất là bắt mắt. Mặt lưới này thì có công dụng là sẽ bảo vệ bát và chép ở trong loa nha mọi người, để tránh những cái tác động ở phía bên ngoài. Tất nhiên là mặt lưới này nó cũng sẽ làm cho cái loa nó đẹp hơn. Thì mặt lưới này thì nó có hai màu, với mẫu loa này thì có hai màu, một là màu vàng còn hai là màu xám nha mọi người. Màu vàng thì nhìn nó nổi bật và nhìn nó sang, còn màu xám thì nhìn nó mạnh mẽ nhưng mà cũng không kém phần đẳng cấp mọi người ha. Rồi, tiếp theo là nhìn ở phía trên loa này có một cái tem là nhìn là mình thích liền luôn, là chữ phiên bản đặc biệt hát hay như ca sĩ mọi người nha. Đây nhìn rất là đẹp, và đây là chữ thanh sách này. Rồi giờ mình sẽ mở hai bên loa cho mọi người xem nha. Đây là mọi người, nhìn rất là đẹp luôn, có chữ ký của Prosyn nhìn rất là nổi nè. Cái màu của nó không biết diễn tả làm sao, nó là màu đen nhưng mà nó cũng không phải là nhám nữa mà cũng phải là trơn luôn. Rất đẹp và cầm rất là chắc tay luôn đó nha mọi người. Đây. Có tem nha mọi người. Đây là chỗ để xét tần số nè. Phụ kiện của loa đi kèm thì có 2 micro USB nè, một dây sạc, một remote và hai vòng cắm nha mọi người. Đối với cái mẫu loa này thì nó không có chỗ để micro trên này mọi người, nhưng mà người ta tặng cho mình hai vòng này thì mình gắn vô cái micro mình để lên đây thì nó cũng sẽ giảm bớt cái phần lăn và lốp cho mọi người ha. Còn micro này thì đèn của nó màu xanh rất là nổi, để mình bỏ bên vô ha. Vừa bỏ bên micro nha mọi người. Đây. Cái đèn của nó màu xanh á, nhìn rất là nổi và cũng rất là dễ nhìn luôn nè. Đẹp mọi người ha. Đây. Tiếp theo là nổi bật trên cái mặt lưới nhất thì không thể không nhắc tới, đó là cái tem. Đây là tem của hãng Prosyn này mọi người, còn đây là tem của Tâm Việt ha. Cái này thì ngoài lề một chút xíu mình cũng xin nói luôn là những mẫu loa mà bên Tâm Việt từ công ty về thì là được trải qua một quá trình test và kiểm tra rất là kỹ ha, nên là nó hạn chế lỗi nha mọi người, hạn chế lỗi một phần về kỹ thuật. Nên là những cái loa nào mà có chữ có cái dán cái tem Tâm Việt này nè thì đều được bảo hộ bởi thương hiệu của Tâm Việt mọi người ha. Còn tiếp theo là phía bên bao mặt, bao mặt thì nằm bên phía tay trái của loa đây. Nhìn vào thì hàng nút rất là nổi bật nè. Ba nút đầu tiên là ba nút màu đỏ này mọi người, nó là ba nút của nhạc mọi người ha, là volume, bass và chép. Năm nút tiếp theo, năm nút màu vàng, màu cam, chứ màu cam tiếp theo này là của micro này, delay, echo, mic bass, mic chép và mic vô, đây là âm lượng của mic á. Còn cái nút cuối cùng này không phải là của micro nha mọi người, cái này là của đàn guitar, cái này guitar ha. Rồi phía trên này thì là chỗ đèn led này, đèn led hiển thị, chỗ này có thể nhớ USB, rồi hai cái bốn cái dách cắm 6.5 nè. Hai dách phía trên này là của guitar nha mọi người, của guitar. Cái này cũng rất là tiện nha, cái này thì mình có thể cắm được hai guitar cùng một lúc để đánh cùng một lúc này, hoặc là một thiết bị khác ngoài guitar ra mình có thể đánh chung vào một cùng một lúc được. Đây còn phía dưới này là hai lỗ cắm micro có dây hoặc là mic đa năng. Nếu như mic đa năng cặp thì mọi người có thể hát được tới 6 micro luôn, là một lỗ này là 2 micro này, hai cái là 4 mà hai cái gì nữa là 6 mic. Còn nếu như mic có dây thì sẽ hát được 4 micro. Rồi còn cái nút mà nhỏ nhỏ xinh xinh này là nút chế độ MC nha mọi người, chế độ hội nghị á. Ở dưới này là cổng in và cổng out. Cổng out là xuất âm thanh từ cái loa này ra một cái loa ngang bằng nó hoặc là nhỏ hơn. Còn audio input đó là cổng in đó mọi người. Cổng in là thiết bị khác vào cái loa này, ví dụ như là điện thoại chẳng hạn, mà cái loa này hoặc là từ máy tính. Còn chỗ này là chỗ để cắm sạc nè, chỗ này là để sạc loa nha mọi người. Thì sạc này là sạc 3 chấu ha. Hai chấu này là để đảm bảo dòng điện. Mình nói nhầm.
đảm bảo dòng điện từ nguồn và thiết bị này. Còn cái cấu thứ ba là giúp cho mình nói nôm na nó đỡ cho mình bị giật điện, mọi người. Nó sẽ đưa những cái dòng điện bị rò rỉ xuống đất để mình không bị giật điện á. Bên này là chỗ đây là bình 10 câu, bình 12V nè. Ví dụ như mà mình có tiệc tùng hay là picnic ngoài trời, ví dụ như xuống biển hoặc là lên núi chẳng hạn, thì mình có một cái bình 12V mà mình đang muốn chơi mà hết điện rồi, thì mình có một sợi dây nữa mình câu bình vô mình vẫn chơi tiếp tục được nha mọi người. Nó tiện một cái là như vậy nè, nó rất là tiện. Đây là nút nguồn mọi người. Nút nguồn này thì có hai chế độ đúng ha. Đây là chế độ DC và chế độ AC. Chế độ DC là chế độ xài bình ắc quy trong loa, còn chế độ AC là điện trực tiếp nha mọi người. Rồi. Đây là chỗ để tản nhiệt nè. Đây cũng là chỗ để tản nhiệt nha mọi người. Tại vì lúc mà mình mở loa nó sẽ nóng chỗ này nè, nên nó tản có hai chỗ để tản nhiệt ra. Rồi. Đây là các nút như là lùi bài, tạm dừng, coi bài, vui, ghi âm, tạm dừng, rồi chuyển chế độ, rồi xoay vòng, rồi tạm dừng ha mọi người. Rồi. Cái loa này thì nó rất là gọn. Cái này mọi người đem đi du lịch cũng rất là tiện. Nó nặng thì nó cũng không có nặng, mà nó nhẹ thì cũng không phải là nhẹ. Nó nhẹ đối với những người cỡ tầm kiểu thanh niên và trung niên đó mọi người. Như mình thì mình thấy nó không nặng lắm nè. Còn lớn những cô chú trung niên thì cũng không thấy nặng lắm. Nhưng mà đối với những cô chú mà lớn tuổi thì con này sẽ hơi nặng á. Nên là vì thiết kế nó như vậy nên là đây vừa rồi xin thiết kế tay kéo nè. Tay kéo thằng người để mình tiện kéo đi á. Và chúng có 4 bánh xe luôn. Đây là mọi người thấy không? 4 bánh xe này có khóa nha mọi người. Khi mà mọi người ở độ dốc hay là mọi người không muốn nó bị chạy hay bị đẩy đi thì mọi người cần khóa bánh xe lại. Rất là tiện nha. Ở phía sau này có chỗ bình ắc quy nè. Vừa rồi thì mình cũng đã review về ngoại hình, review xong ngoại hình của mẫu loa VDUC 12 và rồi xin nha mọi người. Rồi, nhưng mọi người cảm thấy có chức năng nào hay là có một bộ phận nào mà mình chưa review thì mọi người nhớ comment cho mình biết nha. Và mọi người đừng quên nhấn like và subscribe cho Loa Cái Tâm Việt nha mọi người. Bye bye, xin chào mọi người. Vâng, và video đến đây là kết thúc rồi. Loa Cái Tâm Việt xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các quý đã theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ khách quý vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại hoặc chúng ta truy cập vào website loakéotamviet.com hoặc website điệnmáytamviet.com để chúng ta có thể là trau dồi thêm về kiến thức loa kéo, giúp chúng ta am hiểu hơn về loa kéo và điện máy, ta mua hàng được an toàn hơn. Khách quý vui lòng truy cập vào website là kiến thức loa karaoke.com và website người đại diện uy tín của Tâm Việt. Khách quý vui lòng truy cập vào nguyễntonbuktin.com. Ở ngoài những thông tin mà Tâm Việt cung cấp thì các quý khi mà mua hàng vui lòng cẩn thận, hiện tại trên mạng xã hội rất là nhiều nơi họ mạo danh thương hiệu của Tâm Việt nhằm qua mặt khách hàng, thì khách quý hãy truy cập kỹ website của Tâm Việt để xác minh chính xác, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khách quý đừng quên nhấn nút đăng ký kênh hay gọi là nút subscribe để chúng ta có thể cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Loa Kéo Tâm Việt kính chúc cho khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào.